Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự tối thứ tư của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, sáng nay, hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương đã chính thức bế mạc. Những ngày qua, tình hình mưa lũ diễn biến hết sức phức tạp tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, gây nhiều thiệt hại về người và của. Với định hướng lấy dịch vụ du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, những năm qua, Đà Nẵng quan tâm đầu tư phát triển dịch vụ logistics. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu để đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm logistics của khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Tin thế giới, trong bối cảnh hai đồng minh Mỹ Thổ Nhĩ Kỳ đang có những động thái đáp trả ngoại giao lẫn nhau, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định nước này vẫn cam kết duy trì hợp tác quân sự với Thổ Nhĩ Kỳ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, sáng nay, hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương đã chính thức bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. 7 ngày qua, hội nghị đã nghiên cứu, chuẩn bị kỹ và thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo và đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Kết thúc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị phát biểu, làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả chủ yếu của hội nghị về kinh tế xã hội năm 2017-2018, về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, về công tác dân số trong tình hình mới, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, về đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập, về công tác cán bộ. Tổng Bí thư nêu rõ, việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chiến lược do Đại hội 12 của Đảng đề ra đã và đang thực sự trở thành phong trào cách mạng sâu rộng trong cả nước, nhận được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình, tích cực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, tạo khí thế mới, động lực mới cho sự nghiệp đổi mới xây dựng một nước Việt Nam, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tổng Bí thư đề nghị cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc hơn, bài bản hơn nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, các nghị quyết Trung ương khóa 12, và đặc biệt là các nghị quyết kết luận của hội nghị Trung ương lần này để phát huy những kết quả thành tựu đã đạt được, khắc phục những hạn chế yếu kém còn tồn tại, hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ trước mắt đã đề ra trong năm 2017-2018 và các năm tiếp theo. Sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí đã có buổi tiếp đoàn đại diện cộng đồng tôn giáo Baha do ông Nguyễn Thức, Chủ tịch Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha Việt Nam làm trưởng đoàn. Thay mặt Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha, ông Nguyễn Thức cảm ơn lãnh đạo thành phố đã luôn quan tâm giúp đỡ cộng đồng tôn giáo Baha trong mọi hoạt động. Trong đó đánh giá cao việc thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng giảng đường sinh hoạt của cộng đồng tôn giáo Baha Đà Nẵng tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Nhân lễ Giáng sinh 200 năm đấng giáo tổ của tôn giáo Baha dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 10 tới. Ông Nguyễn Thức mời Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đến tham dự sự kiện này. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí ghi nhận sự đóng góp của cộng đồng tôn giáo Baha trong việc tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện phương châm sống tốt đời, đẹp đạo. Phó Bí thư mong muốn trong thời gian đến, cộng đồng tôn giáo Baha tiếp tục xây dựng tình đoàn kết gắn bó, chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực chăm lo đời sống cho tín đồ cũng như có hoạt động từ thiện xã hội, không phân biệt giữa đạo và đời, chung tay xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh. Chiều nay, ông Nguyễn Gia Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2017 giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân với Thường trực Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng nhằm chuẩn bị nội dung cho kỳ họp cuối năm 2017 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Dự kiến kỳ họp cuối năm 2017 của Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ được tiến hành vào các ngày 5, 6 và ngày 7 tháng 12. Kỳ họp sẽ dành nhiều thời gian cho việc thảo luận chung tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là kỳ họp cuối năm, dự kiến sẽ thông qua trên 30 tờ trình và nghị quyết. Trước khi kỳ họp diễn ra, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố dự kiến sẽ tổ chức chương trình Hội đồng Nhân dân với cử tri để lắng nghe ý kiến góp ý của cử tri.
Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên thông báo một số nội dung kiến nghị của cử tri liên quan đến vấn đề lộ trình xe buýt trợ giá chưa phù hợp, hiệu quả không cao. Một số công trình cần đẩy nhanh tiến độ như kênh thoát lũ Hòa Liên, đường Phạm Duy Sương, Hoàng Văn Thái, v.v. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị trong các buổi tiếp xúc cử tri, văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cử người theo dõi, sớm thông báo nội dung để Ủy ban Nhân dân thành phố trả lời kiến nghị của cử tri. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Giao Trung đề nghị văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành khi chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp phải đảm bảo văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời đảm bảo thời gian theo quy định để công tác chuẩn bị được tốt hơn. Tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong kỳ họp để giảm tải tài liệu. Đối với chương trình Hội đồng Nhân dân thành phố với cử tri, cần tập trung đánh giá thực hiện 16 kiến nghị của cử tri theo thông báo số 41 của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố giao trách nhiệm cho Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố chuẩn bị báo cáo giải trình về vấn đề an toàn thực phẩm. Thưa quý vị, chiều nay, Trường Cao đẳng Công nghệ Đại học Đà Nẵng và văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ ký kết hợp đồng thực hiện đề tài khoa học công nghệ thuộc chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước KC.01/16/20. Đến dự có ông Đặng Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng. Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước KC.01/16/20 là đề tài nghiên cứu công nghệ và phát triển sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ chính phủ điện tử, trong đó tập trung nghiên cứu xây dựng mô hình nền tảng và các giải pháp kỹ thuật cho phát triển chính phủ điện tử, nghiên cứu làm chủ công nghệ thiết kế và chế tạo các thiết bị phần cứng, phần mềm chuyên dụng, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ hoạt động chính phủ điện tử, nghiên cứu xây dựng một số tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật làm nền tảng cho phát triển chính phủ điện tử, đề xuất xây dựng cơ chế chính sách thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý nhà nước. Những nội dung này được hy vọng sẽ thúc đẩy công tác nghiên cứu ứng dụng trong xây dựng chính phủ điện tử, góp phần đẩy mạnh phát triển chính phủ điện tử theo tinh thần nghị quyết số 36A của Chính phủ. Thưa quý vị, tối qua, Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam chi nhánh miền Trung tổ chức gặp mặt thân mật nhân ngày Doanh nhân Việt Nam ngày 13 tháng 10. Đến dự có ông Nguyễn Thanh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch thành phố gửi lời chúc mừng đến các doanh nhân và Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam chi nhánh miền Trung nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, đồng thời ghi nhận sự nỗ lực của Hiệp hội trong xây dựng và phát triển. Phó Chủ tịch thành phố mong muốn thời gian tới Hiệp hội sẽ có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng hạ tầng tại địa phương. Tại chương trình, các doanh nhân cũng đã giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong phát triển bền vững, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, hoàn thành các kế hoạch sản xuất cũng như đẩy mạnh các hoạt động gian đạo từ thiện vì an sinh xã hội. Dịp này, Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam đã trao bằng khen cho các doanh nghiệp hội viên tiêu biểu. Thưa quý vị, sáng nay, tại Hội trường Cung Thiếu Nhi Đà Nẵng đã diễn ra phiên thứ nhất Đại hội đại biểu lần thứ 6 Công đoàn Viên chức Đà Nẵng nhiệm kỳ 2017-2022. Thời gian qua, các cấp công đoàn thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nhiều phong trào hoạt động sáng tạo, góp phần chăm lo thiết thực cho đời sống đoàn viên lao động, thực hiện hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong nghị quyết đại hội lần năm. Nhiệm kỳ 2013-2017, công đoàn viên chức thành phố Đà Nẵng gặt hái được nhiều kết quả. Các cấp công đoàn tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, vượt 7/7 chỉ tiêu đã đề ra. Hoạt động công đoàn tập trung hướng về cơ sở, chăm lo đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động. Các chương trình hỗ trợ xây dựng nhà, hỗ trợ sửa chữa nhà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, và đặc biệt là cái chương trình hỗ trợ vay vốn phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố có các cái chương trình vay vốn cho đoàn viên công đoàn. Thì qua đó thì từ cái đại hội của cơ sở thì anh chị em cũng có cái tiếng nói là đánh giá rất là cao hoạt động của công đoàn viên chức thành phố, và các cái công đoàn cơ sở là cái cầu nối và góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cũng như là quan tâm tới cái đời sống cho các anh chị em đoàn viên công đoàn. Phải nói rằng là cái hoạt động của công đoàn đã chăm lo đến đời sống vật chất của cán bộ công nhân viên rất là tốt, đặc biệt là trong các cái dịp ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3
ngày 20 tháng 10, rồi các cái hoạt động khác thì phải nói rằng là hoạt động công đoàn đã diễn ra rất là sôi nổi. Nhiệm kỳ 2017-2022, công đoàn viên chức thành phố đề ra nhiều giải pháp quan trọng, trong đó vẫn chú trọng đến chăm lo đời sống đoàn viên. Các cấp cơ sở kỳ vọng hoàn thành nhiều chỉ tiêu cụ thể như 100% đoàn viên được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, phấn đấu giới thiệu trên 850 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét, kết nạp, vận động hiệu quả nguồn quỹ máy ấm công đoàn và quỹ hoạt động xã hội công đoàn. Tôi hy vọng là với cái phương châm của cái đại hội lần này là dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, như vậy là sẽ phát huy hơn nữa cái vai trò của công đoàn viên chức đối với cái công đoàn cơ sở. Và trong cái định hướng sắp tới thì tôi thấy có nhiều cái mà có cái sự đổi mới đáng kể trong cái công tác chăm lo cho cái đoàn viên công đoàn. Qua cái đại hội lần này của công đoàn viên chức thành phố thì tôi tin tưởng rằng là công đoàn viên chức thành phố tiếp tục sẽ là đầu tàu để chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Và tôi hy vọng rằng là các cái hoạt động mà của nhiệm kỳ vừa qua thì sẽ được đã thực hiện tốt thì sẽ tiếp tục phát huy trong cái nhiệm kỳ đấy. Dự kiến phiên chính thức của Đại hội đại biểu công đoàn viên chức thành phố Đà Nẵng lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ diễn ra vào sáng mai ngày 12 tháng 10. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang vừa ký quyết định khen thưởng đột xuất tập thể cán bộ, công chức chi cục thuế huyện Hòa Vang vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách nhà nước năm 2017. Nhờ chú trọng cải cách các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính qua màn điện tử, quản lý chặt các nguồn thu, đảm bảo thu đúng thu đủ, nên tính đến nay, huyện Hòa Vang tổng thu ngân sách nhà nước đạt 120% dự toán thành phố giao. Từ nay đến cuối năm, chi cục thuế huyện Hòa Vang phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước thêm 30%, tập trung vào việc khai thác các nguồn thu mới, truy thu nợ động thuế để đảm bảo cán cân thu chi ngân sách. Thưa quý vị và các bạn, với định hướng lấy dịch vụ du lịch làm ngành kinh tế mũi nhọn, những năm qua, Đà Nẵng đã quan tâm đầu tư phát triển dịch vụ logistics, nhờ vậy và mức tăng trưởng logistics đạt khá cao. Hiện thành phố đang phấn đấu để trở thành trung tâm logistics của khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Cảng Đà Nẵng, một mắt xích quan trọng trong chuỗi dịch vụ logistics của thành phố. Từ khoảng 5 năm trở lại đây, sản lượng hàng hóa qua cảng tăng trưởng liên tục, đạt mức trên 10% trên một năm. Đây là kết quả từ định hướng phát triển kinh tế của thành phố và đầu tư trọng tâm cho phương thức vận chuyển hàng bằng container của đơn vị trong thời gian qua. Không chỉ riêng cảng Đà Nẵng, các đơn vị logistics khác tại Đà Nẵng cũng đã có bước phát triển nhất định, mức tăng trưởng từ 8 đến 15%. Vừa qua chúng tôi đã phát triển hệ thống là kho khô để tập trung cho cái phần là trung tâm, làm là trung tâm phân phối hàng hóa tại miền Trung. Và hiện nay là chúng tôi tiếp tục phát triển thêm cái hệ thống kho lạnh, kho mát để phục vụ cho các hàng thủy hải sản đông lạnh cũng như hàng thịt, cá cho thị trường miền Trung đối với hàng xuất nhập khẩu. Chúng tôi tin tưởng rằng với cái sự đầu tư lớn, quy mô và bài bản thì thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp cận được với những khách hàng lớn. Dù đã phát triển khá nhanh, nhưng logistics của Đà Nẵng vẫn chưa đủ mạnh để cạnh tranh với các doanh nghiệp logistics ngoài nước. Số lượng các doanh nghiệp logistics trong nước tuy đông, nhưng nghịch lý ở chỗ là thị phần lại nằm phần lớn trong tay các doanh nghiệp nước ngoài. Khách hàng Việt Nam thì họ cũng chưa sử dụng hết toàn bộ cái chuỗi logistics. Ví dụ như là họ có thể tự làm hải quan hoặc là tự làm vận chuyển, rồi giao cho các đơn vị giao nhận làm một phần nào đó trong cái chuỗi logistics thôi, thì nó cũng không đạt hết cái công suất. Còn đối với các khách hàng lớn như khách hàng nước ngoài, thì họ lại không tin tưởng lắm vào cái doanh nghiệp Việt Nam, thì gần như là họ giao hết cho các doanh nghiệp logistics của nước ngoài, và sau đó chúng tôi chỉ gần như là làm thâu phụ lại cho họ thôi. Để đủ mạnh, Đà Nẵng đang tập trung đầu tư về cơ sở hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính và tăng cường liên kết với các tỉnh trong khu vực, phấn đấu trở thành trung tâm logistics của miền Trung và Tây Nguyên. Phải nói rằng là Đà Nẵng được xem như là một cái đầu tàu
tăng trưởng của cái vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, tính từ Thừa Thiên Huế vào cho tới Bình Định. Ở đây nó có một cái lợi thế là có cảng biển quốc tế, có sân bay quốc tế, và Đà Nẵng gắn với Chu Lai và cái đường cao tốc nối từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi. Trước mắt, Đà Nẵng đang tập trung đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu để mở rộng phát triển dịch vụ logistics, giảm tải cho cảng Tiên Sa và các tuyến giao thông vào nội đô. Phương án đầu tư đối với cảng Liên Chiểu là theo hình thức hợp tác công tư PPP. Trong đó, hợp phần A có mức đầu tư gần 5.600 tỷ đồng, gồm đầu tư đê kè chắn sóng, nạo vét luồng, vũng quay tàu và hạ tầng kỹ thuật tiếp cận cảng. Mục tiêu là hoàn thành vào năm 2022. Hợp phần B gồm đầu tư hạ tầng bến bãi, thiết bị của cảng. Thành phố sẽ kêu gọi các nhà đầu tư tiềm năng triển khai đầu tư và khai thác cảng sau này. Không chỉ có vậy, Đà Nẵng còn đang đầu tư phát triển công nông nghiệp, tăng lượng hàng hóa để tạo hậu phương vững chắc cho dịch vụ logistics phát triển. Sau đây là tổng hợp tình hình mưa lũ tại một số địa phương miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã chính thức công bố tình trạng khẩn cấp thiên tai do mưa lớn trên địa bàn tỉnh. Trưa cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ có công điện yêu cầu triển khai các biện pháp khẩn cấp, ứng phó mưa lũ và đảm bảo an toàn hồ đập. Đây là đợt lũ lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Công tác cứu hộ, cứu nạn đang được tỉnh gấp rút triển khai. Theo báo cáo, có khoảng gần 20 người bị mất tích do lũ cuốn. Lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm những người bị chết và mất tích. Trong khi đó, ở Yên Bái đã có 16 người chết và mất tích do mưa lũ. Tại Thanh Hóa, mưa lớn liên tục trong những ngày qua đã khiến cho hầu hết các địa phương chìm trong biển nước, nhiều xã miền núi bị cô lập. Vào 18 giờ 45 phút ngày hôm qua, hai cán bộ đồn biên phòng Yên Khương, trong khi đi phối hợp với xã Yên Khương hỗ trợ nhân dân phòng chống lũ lụt thì không may gặp nạn, bị nước lũ cuốn trôi. Tại Hà Tĩnh, mưa lớn kéo dài từ ngày mùng 9 khiến mực nước ở các sông dâng nhanh, cùng với việc xả lũ của các hồ thủy điện đã gây ra ngập lụt và cô lập nhiều nơi ở các huyện miền núi. Nhiều tuyến đường liên xã liên thôn của huyện Hương Sơn bị ngập sâu, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân địa phương. Thưa quý vị, sáng nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có lệnh hỏa tốc yêu cầu giám đốc công ty Thủy điện Sơn La dừng tất cả các tổ máy phát điện không xả nước về hạ du. Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, việc dừng phát điện tại Thủy điện Sơn La để giảm lưu lượng nước về hồ Hòa Bình, hạn chế xả lũ xuống hạ du. Và đây là lần đầu tiên trong lịch sử vận hành thủy điện lớn nhất Đông Nam Á phải dừng phát điện. Trong khi đó, thì vào lúc 9 giờ 30 phút sáng nay, công ty Thủy điện Hòa Bình tiếp tục mở cửa xả đáy thứ 7 để xả lũ. Và đến 11 giờ 30 phút, hồ Hòa Bình tiếp tục mở cửa xả đáy thứ 8. Và đây cũng là lần thứ 2 trong lịch sử Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy số 8. Xin được chuyển sang các thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay ngày 11 tháng 10, cả thế giới kỷ niệm Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái. Năm 2012, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tuyên bố ngày 11 tháng 10 hàng năm trở thành Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái nhằm mục tiêu công nhận các quyền của trẻ em gái và những thách thức mà trẻ em gái phải đối mặt trên khắp thế giới. Chủ đề năm nay là để trẻ em gái tạo dựng và phát huy vị thế xứng đáng trong xã hội nhằm kêu gọi các nhà hoạch định chính sách và tài chính đầu tư cho việc phát huy tiềm năng của trẻ em gái, bảo đảm quyền của các em có một tương lai công bằng hơn, thịnh vượng hơn. Trên khắp thế giới, các thành phố và các tổ chức Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái tăng cường hợp nhất các hoạt động vì quyền phụ nữ, những người muốn thay đổi số phận trẻ em gái. Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố cho biết, trong tuần qua, Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận thêm 141 trường hợp mắc mới sốt xuất huyết, nâng tổng số ca bệnh từ đầu năm đến nay lên 5.318 ca, tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, đáng chú ý, riêng quận Thanh Khê hiện đã ghi nhận tổng cộng hơn 1.000 trường hợp mắc phải và các địa phương có nhiều ca bệnh mắc bệnh sốt xuất huyết. Tiếp đó, lần lượt là quận Liên Chiểu có 892 ca, quận Hải Châu có 828 ca và quận Sơn Trà cũng có 794 ca bệnh sốt xuất huyết. Hiện nay đã bước vào mùa mưa, dịch vẫn sẽ diễn biến phức tạp. Thêm vào đó, Đà Nẵng sẽ tổ chức tuần lễ cấp cao APEC. Vì vậy, ngành y tế đã phối hợp với các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp không để dịch bùng phát.
Để bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường đối với các công trình xây dựng phục vụ tuần lễ cấp cao APEC năm 2017, Sở Xây dựng thành phố vừa có văn bản hướng dẫn sử dụng và vận hành an toàn đối với cần trục thác. Theo đó, Sở Xây dựng yêu cầu các chủ dự án, nhà thầu, tư vấn, giám sát v.v. phải bảo đảm việc vận hành cầu trục tháp an toàn. Trước ngày 1 tháng 11, tất cả các cầu trục tháp đang hoạt động ở các công trình xây dựng phải hạ độ cao xuống mức thấp nhất, đồng thời thực hiện các biện pháp neo chàng thiết bị an toàn để vừa bảo đảm mỹ quan đô thị, vừa ứng phó với trường hợp có mưa bão. Thưa quý vị và các bạn, trước thềm tuần lễ cấp cao APEC năm 2017 đang đến rất gần. Công tác đảm bảo an ninh trật tự tại sân bay quốc tế Đà Nẵng được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Trong đó, việc đảm bảo cung ứng điện an toàn xuyên suốt trong thời gian diễn ra sự kiện được các đơn vị chức năng đặc biệt quan tâm. Thời gian qua, Công ty Điện lực Đà Nẵng, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung phối hợp cùng với các đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra, thực hiện các phương án diễn tập sự cố mất điện tại sân bay quốc tế Đà Nẵng để có biện pháp khắc phục kịp thời. Đặc biệt, với nguồn điện lưới được cấp từ hai trạm 110 kV Liên Trì và Thanh Khê, việc đảm bảo cung ứng điện xuyên suốt tại nhà ga VIP, nơi tiếp đón nguyên thủ quốc gia của các nước, được ngành điện chuẩn bị kỹ lưỡng. Khu vực sân bay quốc tế của thành phố Đà Nẵng để chuẩn bị phục vụ cho APEC này là rất là quan trọng. Ví dụ như những cái khu vực như là phòng khánh tiết, phòng VIP để tiếp các nguyên thủ quốc gia, các đoàn cao cấp, thì những khu vực này là phải là cấp điện tuyệt đối, không được nháy điện khi mà có sự cố lưới điện quốc gia. Thì đến nay đợt diễn tập này chúng tôi kiểm tra thì điều đó đáp ứng được. Còn những khu vực khác thì có cho phép vài giây để huy động, để đi dây tự động chuyển lên. Thì chúng tôi kiểm tra cái hệ thống máy phát tại chỗ đây đáp ứng rất tốt về mặt công suất cũng như thời gian để mà hòa lại điện lưới. Tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, hiện có hai máy phát điện dự phòng 550 kV đảm bảo cung cấp điện liên tục 24/24 cho hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống an ninh bao gồm máy soi, cổng từ, camera, hệ thống mạng, hệ thống thông tin chuyến bay và hệ thống phát thanh. Cái việc mà chuẩn bị cái nguồn tại chỗ tại những cái đơn vị mà tổ chức sự kiện đóng vai trò cực kỳ quan trọng, vì đó là một cái nguồn thứ hai, cấp thứ hai hoặc cấp thứ ba. Thì nguồn điện lưới là cấp thứ nhất, nguồn điện UBS là cấp thứ hai và nguồn điện máy phát là cấp thứ ba. Do đó nên tất cả những cái điểm mà tổ chức sự kiện cần phải chuẩn bị sẵn sàng các máy phát đưa vào hoạt động và các UBS phải đảm bảo hoạt động tốt 100%. Trong thời gian diễn ra tuần lễ cấp cao APEC, ngành điện sẽ bố trí người trực và xử lý sự cố 24/24 tại các điểm xung yếu và các điểm diễn ra sự kiện để cấp điện an toàn cho hội nghị, góp phần đảm bảo tối đa tình hình an ninh trật tự tại các khu vực trọng điểm. Chương trình thời sự tối nay xin được tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định tranh cãi ngoại giao đang leo thang giữa nước này và Thổ Nhĩ Kỳ không ảnh hưởng tới quan hệ quân sự song phương. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh hai đồng minh NATO này thời gian qua liên tục có những động thái đáp trả ngoại giao lẫn nhau liên quan đến việc Ankara bắt giữ một nhân viên lãnh sự quán Mỹ. Theo Lầu Năm Góc, căn cứ Incirlik ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi máy bay chiến đấu Mỹ cùng các nước xô kích thực hiện sứ mệnh chống tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ở Syria và Iraq, sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các nỗ lực của NATO và liên minh chống khủng bố. Bên cạnh đó, các chiến dịch chống IS ở ngoài Incirlik và các căn cứ khác của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn phối hợp chặt chẽ với nhau và nhận được sự hỗ trợ đầy đủ của các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ là một đối tác mạnh trong liên minh chống khủng bố và là một đồng minh thân cận trong NATO. Nhằm đối phó với các mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, Nhà Trắng ngày hôm qua cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc họp với các quan chức quốc phòng hàng đầu, trong đó thảo luận một loạt lựa chọn để giải quyết vấn đề này. Theo thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã có cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Jen Mattis và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Joe Dunford. Cuộc thảo luận tập trung vào một loạt lựa chọn để đáp lại mọi động thái gây hấn từ Triều Tiên, hoặc nếu cần thiết để ngăn chặn Bình Nhưỡng đe dọa Mỹ và đồng minh bằng vũ khí hạt nhân, Tổng thống Trump ngày càng thể hiện ý định sẽ sử dụng biện pháp quân sự để chống lại mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Sẽ không có cuộc trưng cầu dân ý thứ hai về việc Anh rời khỏi Liên minh châu EU hay còn gọi là Brexit.
và nước Anh sẽ thực hiện tiến trình Brexit đúng theo kế hoạch đã định. Đây là lời khẳng định của Thủ tướng Anh Theresa May vào ngày hôm qua, trong bối cảnh có những dấu hiệu từ phía EU cho thấy tiến trình đàm phán có thể bị trì hoãn. Trong cuộc phỏng vấn trực tiếp trên phát thanh, bà Theresa May đã từ chối trả lời câu hỏi về việc bà sẽ bỏ phiếu như thế nào nếu có cuộc trưng cầu dân ý thứ hai về Brexit, vì cho rằng đây là một câu hỏi hoàn toàn mang tính giả định trong bối cảnh chắc chắn nước Anh sẽ rời khỏi EU sau tháng 3 năm 2019. Thủ tướng Anh nhấn mạnh chính phủ sẽ thực hiện đúng ý nguyện của người dân Anh và đúng ngày 29 tháng 3 năm 2019, nước Anh sẽ rời khỏi Liên minh châu Âu. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.